Chào các bạn, dạo này mọi người thế nào rồi? Đã khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đúng không ạ? Các bạn biết đấy, thời tiết Hà Nội đã lạnh hơn rồi, mà Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu. Vì quá mải mê tận hưởng cái bầu không khí đẹp nhất trong năm này mà mình đã chảy máu công việc một chút xíu. Để bù lại, hôm nay mình sẽ làm việc thật chăm chỉ nha. Như mọi người đã biết thì nhà mình có rất là nhiều cây, và mình luôn ưu tiên để cây vào những nơi đón nhiều ánh sáng nhất trong nhà. Đó chính là ở trên chiếc kệ và chiếc sập cạnh cửa sổ này đây. Đúng ra thì đây sẽ là không gian để mình có thể ngồi chill, ngồi đọc sách hay có thể nằm ườn ra ngủ. Nhưng thực tế thì mình đã phải nhường chỗ cho đám cây này từ lâu rồi. Vào mùa đông nhà mình đón nắng ít hơn, và thực ra thì mình cũng muốn lấy lại không gian của chiếc sập này về đúng với công năng ban đầu của nó. Vì thế mà hôm nay mình sẽ dành cả ngày để dọn dẹp lại góc nhỏ này trước khi đón gió mùa về nha. Các bạn có biết nhược điểm của chiếc kệ này là gì không? Đó là những chậu cây sẽ bị thiếu sáng khi được đặt ở phía bên trong. Nên là mình đã dự định lắp thêm hệ đèn LED trên chiếc kệ này để cây có thể sinh trưởng tốt hơn. Vì treo cục phát wifi như cũ thì mình có thể dồn nó vào trong hộp gỗ như thế này này để trông gọn gàng hơn. Một phần cũng là để bảo vệ nó tránh bị nước dính vào mỗi khi mình tưới cây nữa. Không những gọn gàng mà trông cũng xinh xẻo ra phết đấy, phải không mọi người? Chiếc kệ này mình chỉ sử dụng ổ cắm cho cục phát wifi, máy phun sương và hệ thống đèn LED, nên việc đi dây điện cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với góc làm việc ở video trước đấy. Có kinh nghiệm rồi có khác, làm việc nhanh hơn hẳn các bạn ạ. Việc hàn dây điện cũng không hề khó như mình nghĩ, vì mình rất ít khi làm nên các mối hàn cũng chưa được đẹp lắm đâu. Nhưng mình thấy cứ đủ dùng là đã tốt lắm rồi. Ở đây thì mình sử dụng đèn LED 220V chứ không phải là đèn LED 12V như những đèn trang trí khác, nên chỉ cần hàn thẳng và phích cắm điện là có thể sử dụng ngay được rồi. Vậy là đã xong rồi này mọi người ơi. Mình nghĩ thế này là đủ ánh sáng để cho cây sinh trưởng rồi đấy. But you just wanna drink
Mọi người bảo trời vừa mưa vừa nắng là hay có cầu vồng lắm. Thế mà nãy giờ mình ngõ mãi mà chẳng thấy cầu vồng đâu. Nên là thôi, lại là đợt đem các em cây đi thắp hương nhân tạo vậy. Khoảng một tháng một lần thì mình sẽ cho các em cây vào trong phòng tắm và xả nước như thế này. Vừa là đánh rửa chậu cây cho sạch, vừa là để rửa lá cây cho hết bụi bẩn và nấm bệnh. Chậu cây trong phòng tắm ráo nước thì mình sẽ tranh thủ thay chậu cho một số chậu cây khác, vì những cây này đã lớn hơn rất nhiều so với chậu cũ của nó rồi, và tiện thể mình sẽ trồng thêm một số cây mình đã nhân giống từ trước nữa. Mình chăm chỉ làm việc thì chúng nó lại quay ra cắn nhau như thế này đây. Đúng là hai đứa nó rảnh quá mà. Lọ terrarium này mình trồng khá lâu rồi đấy. Các bạn có thấy cây vẻ ốc phát triển tốt không này? Lá xanh tươi và thân có rất nhiều rễ con luôn nhá. Vì cây phát triển tốt quá nên mình cũng nhấc ra để trồng ngoài chậu luôn. Hiện tại thì mình đang sắp xếp những cây ưa sáng ra phía ngoài cùng, còn những cây có thể sống thiếu sáng thì cho vào góc trong một chút. Thời gian tới thì mình cũng sẽ phải quan sát thêm xem những cây này có sinh trưởng tốt không, rồi dựa theo thực tế để điều chỉnh lại sao cho phù hợp với môi trường sống của cây. Với hai tầng của kệ thì mình có thêm hai máy phun sương để tạo thêm độ ẩm cho cây sinh trưởng. Nếu mình có đi xa 4 hoặc 5 ngày thì cũng vô tư, vì không phải lo cây thiếu sáng hay thiếu nước nữa. Chính vì vậy mà mình đã sử dụng thêm một chiếc ổ cắm wifi để có thể bật tắt mọi thứ từ xa, hay đơn giản chỉ là lên lịch tự động cho chúng. Còn bây giờ, mời mọi người cùng xem lại thành quả lao động chăm chỉ ngày hôm nay của mình nha. Bye.
sập nhìn đã thoáng hơn hẳn rồi nhở. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, đã đến lúc phải tận hưởng khoảng không gian thật chill này rồi. Thật thoải mái khi mình có thể nằm ườn ra và làm những gì mình thích. Xin lỗi Cam và Moon nhé, từ giờ không gian này sẽ không còn là chỗ của riêng hai đứa nữa đâu. Luôn ở đây bên cạnh mình. Hy vọng chiếc video này sẽ giúp các bạn có những phút giây thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.